Ngồi qua đây. Đúng rồi, tôi cũng bị hết đồ năng mà. Lại bị win nữa rồi. Ước mơ của em là bị win nè mọi người. Nhà chắc cọ hai cục trước nào. Một cục. Hai cục rồi, một cục nữa. Ngồi đi, ngồi đi. Chơi chưa? Chơi chưa? Ok chưa? Chị đâu vậy? Chơi game chứ chạy ba. Có dạy đâu. Ai ôi lắc vậy trời, tôi cũng bị lắc cái nè. Mày lắc quá cha. Chết chép nữa. Thắng gì ngoài ra anh lên đi để giết gì các kiểu đi. Ừ để cho tôi máu đập chết cái chịu á. À, để trụ ngầu rồi. Yeah, để trụ ngầu trời. Nãy lắc thôi, lấy kỹ thuật thôi. Cứ phải để anh nóng rồi. Chạy bay cho chạy bay điếm đi. Từ từ đã, ước mơ của em là bị win. Từ nha, đừng có quánh à, bay vô đạp rồi, đây vô đạp rồi là chết luôn á. Thấy đập rồi nữa nha. Bật cái vòng tôi để ra màu chứ tôi không vô vòng vòng quánh gì đâu. Rồi ok vậy để tôi hồi để đủ máu đi rồi vừa vô. Ok chưa? Dứt nè. Hãy bị win nữa rồi. Yeah. Không có chuyện nào ấy, chuyện nào ấy. Tôi chỉ cần hồi đủ thời năng thôi, tôi khỏi cần hồi máu luôn. Cho tôi hồi thời năng cha. Hồi hồi ra đập tôi ra, hồi năng ra đập tôi ra. Đừng cái giỡn, đừng cái đùa với anh trai. Rồi có hồi máu vậy, có gì hồi máu vậy? À được được được, tưởng nha.
Ờ giật giật rồi ơi. Ờ chắc dưới giật giật quánh bấm tào lao cũng chết này hả? Gì? Vì sao chị chơi lắc lắc kiểu gì á? Rồi cầm lấy lên rồi lên dây chiếc chó rồi định giết tôi gì vậy? Má lực quá. Nước lấy lại sinh lực cái đó. Để hai trái hả? Rồi vô. Về đây. Chứ phải để nóng rồi. À da giật giật quậy trời. Rồi chạy hoài cha. Get min chạy, get min chạy hoài vậy? Ồ. Kém vậy? Vậy ông là hồi nội năng cứ về tôi hồi máu ha. Ngộ vậy? Chơi gì ngộ vậy? Cho bị lùm xuống rồi trời. Né chạy vòng hồi bay lại trời chiêu nữa kìa ngộ vậy. Mày cứ phải để nóng rồi. Lên đây. Con hết luôn. Bực cái mình rồi đấy. Con nó hồi năng hả? Còn chút xíu đi về đó. Ra đây đập nhà nè. Ô chạy không anh, chán quá. Win thì vẫn phải win thôi. Chạy quá bẩn đi rồi chạy chết nè. Chứ chạy chết nè. Ghê. Ghê vậy. Chạy rồi vậy. Ôi. Ôi. Mày chạy quay mày điếm đi. Má chạy hoài cha, điếm rồi. Ồ. Hồi năng rồi quay lại đập chứ đập lén chứ trời nên ăn con khỉ gì. À ngầu á. Từ đó đọc anh bực cả mình rồi đấy. Vô cái dòng tự sát luôn, ngầu. Hả? All shall be redeemed.
sao giật cái gì trời? Nói gì giật cũng sạc thôi, cường 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 cái gì á, con sao không cũng sạc ra chơi luôn. Từ đó nó mượn mượn cái gì cha, nó cường cường hoài trời. Thì nó cưng cưng mà, cưng cưng thiệt á. Sao? Chưa nói cưng cưng chứ gì, bao nghe không nghe hả? Lên đồ lại cái đá. Lên đồ nó khó chạy mà, lên đồ làm chậm cho ông khỏi lết mà ông chạy hoài bực của mình đấy. All shall be redeemed. Đâu rồi, ép đi khang ra đây. À, núp nữa này. Ủa, chơi game chạy không đứng thế nào. Trước sau cũng có chết à. Ủa chạy chỗ hả? Đập lên lên luôn. Đập lên trụ, đập lên lên luôn. Gờ gờ với tôi thôi, với bọc